Mỗi mét vuông đất ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được ví như vàng, nhưng 1.292 hộ dân ở đây sẵn lòng hiến đất mở rộng đường hẻm vì lợi ích chung. Trên địa bàn quận 3 có hơn 700 hẻm, đa số là hẻm sâu và hẹp, đi lại khó khăn, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, cứu thương, giao thông. Chính vì vậy, khi Ủy ban nhân dân quận vận động hiến đất để mở rộng, nâng cấp hẻm thì được phần lớn người dân đồng lòng ủng hộ. Theo Ủy ban nhân dân quận 3, trong giai đoạn 2015-2019, quận 3 đã mở rộng 37 hẻm trên địa bàn với tổng số hộ dân tham gia hiến đất là 1.292 hộ, tổng diện tích mở rộng là gần 7.300 m², đồng thời kết hợp ngầm hóa hệ thống lưới điện, lắp đặt trụ phòng cháy chữa cháy. Việc mở rộng hẻm góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đem lại bộ mặt mới cho tuyến hẻm, làm tăng vẻ đẹp mỹ quan đô thị, giá trị kinh tế và chất lượng sống của người dân. Theo ông Võ Khắc Thái, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đồng loạt hiến đất mở rộng hẻm đã mang lại hiệu ứng lan tỏa đến từng phường, từng khu phố, từng hộ dân. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới, số lượng nhà được sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới tăng lên, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm khoảng 40% so với trước khi mở rộng hẻm. Trong thời gian tới, quận 3 sẽ khảo sát, phân loại các hẻm dưới 3,5 mét, xác định ranh giới và tiếp tục vận động người dân hiến đất để mở rộng hẻm.